tôi như vậy thì nó lại xung kiến đó, nhưng mà tôi được, tôi thật sự tôi thì con gái tôi đến như vậy đó, thì là tôi đi coi bói coi tử vi, tức là không thể vào cái số mà tôi không biết hết đó. Chào cả nhà. Coi đó thì càng hy vọng cũng càng thất vọng nhiều, là bởi vì đó ai nói con gái tôi còn sống, chào và đang ở tại chỗ này, ở tại chỗ kia, và khi tôi đi qua thế nào thì một hôm nay mình ở nhà nên làm bánh hỏi, bánh hỏi nước mắm, bánh hỏi lòng heo, rau sống, rau sống ở nhà, lòng heo, bánh hỏi. Vì thế mình chỉ cầu xin một cái ngày nào con mình hết nghiệp, mình cũng hết nghiệp, thì cha con vào tù. Chứ bây giờ không biết nói thế nào, nhưng mà tôi rất là cảm động. Thì trước khi cô đến đây làm thì tôi sẽ cung cấp cho cô đầy đủ tất cả tiền đất, và để xem cô thấy là cô mình thế nào nó như thế nào. Rồi cả nhà dùng bánh hỏi làm heo với cũng nhiều cho người khác đó, thì nhưng hoàn cảnh rất là đau lòng, nhưng không hiểu. Sau khi họ nghe tôi chia sẻ thì người nào cũng đều khóc to. Và đây là những cái nói lòng heo có Việt Nam, và đây là báo Thái Lan, và đây là một cái ông này